Xin chào các bạn. Lâu lắm rồi tôi mới trở lại với cả PowerPoint. Vâng, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa một cái đồng hồ vào trong PowerPoint, và đồng hồ này nó sẽ chạy với cả thời gian thật của chúng ta. Lúc này thì đồng hồ này vẫn chưa chạy đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng đếm macro. Vâng, đây tôi sẽ demo các bạn cùng xem nhé. Chọn macro. Rồi, run. Chúng ta cùng nhìn lên màn hình. Vâng, đồng hồ của tôi đang chỉ chính xác giờ của hệ thống. Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ 32 phút theo giờ Việt Nam và 4 giờ chiều. Vâng, nên đồng hồ này chúng tôi đang chạy trên hệ thống và chạy ở trên PowerPoint. Các bạn có muốn làm một cái đồng hồ như vậy không? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Nào, đóng nó vào, đơn xây. Bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị một cái mặt đồng hồ này, các cái kim giờ và kim phút, kim giây. Đây là bốn cái file này, bốn file ảnh. Đó, bây giờ chúng ta đây, mặt đồng hồ này. Đây là kim giờ này, kim phút, kim giây. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở PowerPoint ra. Mở PowerPoint. Vâng, bây giờ chúng ta mở PowerPoint và tạo một file mới. Tạm thời vứt hết những thứ này đi. Ta copy các cái hình ảnh chúng ta vừa sử dụng vào, chúng ta vừa chuẩn bị vào. Tốt nhất là chúng ta nên copy từng cái một. Để nguyên mặc định nhé. Cho nó nằm ở chính giữa đi. Để mặc định thì nó sẽ nằm tự động, nó nằm ở chính giữa của màn hình. Đây, được rồi. Như vậy là chúng ta đã đưa lên một cái đồng hồ và tất cả các giờ của nó đều chỉ vào 12 giờ 00 phút 00 giây. Thế bây giờ để làm thế nào để cho cái đồng hồ này nó chạy? Bây giờ ta sẽ đặt tên cho từng thành phần một. Các bài giảng trước rất nhiều bạn hỏi tôi là cách đặt tên cho các cái đối tượng là như nào. Nên chúng ta sẽ nhìn vào đây nhé. Nhớ ta chọn vào select này. Đó, này nó sẽ ra cái thanh selection. Giờ ta đặt tên cho nó bằng cái ảnh đầu tiên thì nó chính là cái mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ. Cái thứ hai nó là kim giờ, cái picture 8 này là kim phút, picture 10 là kim giây. Đấy, ta đã đặt tên được cho các đối tượng rồi, ta nhìn thử biết ngay mà. Đấy. Đặt tên được các đối tượng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần view. Nào, vào phần view chọn macro. Này, ta sẽ đặt tên cho cái macro của chúng ta sẽ tạo. Tôi đặt tên là đồng hồ kim. Đấy. Không cần hoa đâu. Còn nếu hoa thì hoa cả đồng kim cho đẹp, nhấn vào nút create. Và này, macro chúng ta đã có rồi, chúng ta đóng đã, tạm thời đã. Bây giờ chúng ta cần phải set vào, và chúng ta phải set vào, chọn set. Sau đó chúng ta chọn là vào cái nơi mà chúng ta cần cần lưu.
Tôi em lưu ra ngoài nền TikTok nhé. Đây là đồng hồ, tiếng Việt có giống đồng đồng hồ kim. Vâng, nhưng mà chú ý ở bước này ta phải chọn vào cái thứ hai. À, xin lỗi, đúng rồi, chọn cái thứ hai, PowerPoint Macro đấy, ta chọn cái thứ hai nhé. Đến save đó, ok rồi. Chúng ta phải nhấn vào cái thứ hai thì khi mở ra thì nó mới mới có thể chứa được các cái đoạn mã macro. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được cái mã macro khi mà chúng ta đóng nó vào đâu. Vâng, tôi sẽ mở lại cái macro vừa tạo, chọn edit. Đây rồi, giờ chúng ta sẽ viết lệnh cho nó nhé. Tôi sẽ cho nó nhỏ nhỏ xuống, chúng ta nhìn vào sự thay đổi của bên màn hình như này. Chỗ này bỏ nhá. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ viết code cho nó. Điền, ta sẽ cần phải chọn các cái đối tượng ở trên đây, các đối tượng này bằng lệnh. Tôi bỏ tiếng Việt đi. Hãy tí và present tay xem tôi quen biết với dấu tiếng Việt tay xem slide 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 một slide một. Sau này with thì chúng ta phải có end with bao giờ lệnh with phải có cái lệnh end with. With này để làm gì? Để chúng ta tiện, nên là tôi cứ phải viết đi viết lại câu này nhiều quá tôi không thích, nên là tôi bỏ. Tôi dùng sử dụng cái này để tôi dùng cho nó ngắn gọn lại. Thứ nhất là kim giờ nhỉ, ta gọi đối tượng sáp, sáp kim giờ chấm ta quay nó một góc bằng cái thời gian hiện tại bây giờ. Không có là kim giờ đây, quay bằng cái góc hiện tại bây giờ là bằng cái giờ hiện tại. Giờ hiện tại là hour nào, nó sẽ ra giờ hiện tại. Như giờ hiện tại ta cần phải mỗi một cái góc giờ này nó tương ứng với một góc là 30 độ nhỉ. Ta nhân với cả 30 độ ta mới được một góc 30 độ. Nếu mà ta muốn thử, ta thử cái này. Đó, bây giờ là 4 giờ. Nên đồng hồ tôi đang chỉ vào nó 4 giờ. Đấy. Giờ kim kim gì nhỉ? Kim phút này. Sáp hoặc kim phút. Bằng bằng phút. Nào. Vì là phút thì nó sẽ chỉ vào từng từng giây ở từng cái phút nhỏ nhỏ là một, từng cái nhỏ một góc của nó chỉ bằng 6 độ thôi, người ta nhân với cả 6 sẽ được 6 độ. Và bây giờ ta xem tại phút của ta là đấy 41 phút và 41 phút thì các bạn. Bây giờ đến kim giây nhá, sạp kim giây. Bằng giây sẽ cỡ nào, giây cũng vậy, cũng nhân với 6. Giây hiện tại là và là 6 giây 12.
12, 13, 14, 15, 16, 17. Đấy, đúng không? Vâng, nhưng mà nếu mà như này không thì ta sẽ thấy rằng là cái đồng hồ của ta nó cứ đứng im, nó không chạy được. Và kể cả bây giờ tôi có run nó thì nó cũng vẫn không chạy được. Bây giờ phải làm như nào để cho cái đồng hồ này nó có thể chạy được? Chúng ta hãy cùng tôi khám phá nhé. Giờ trước tiên thì chúng ta phải gọi một cái phải hook, nghĩa là nối, phải gọi hook với cả hệ thống, một cái hàm của hệ thống, hàm API của hệ thống là hàm sleep, và tôi sẽ câu hút nó ra nha bằng cách phải sử dụng hàm public. Trong cái thư viện trong cái thư viện này, câu hút một cái hàm này, cái hàm sleep này, ở trong cái thư viện API nhân máy tính nhé. Nó thuộc cái mini second, nó thuộc cái dạng là mini giây. Cái hàm này thì các bạn cần tìm hiểu ở trên trong trang của Microsoft nhé. Vâng, nó vẫn chưa có tác dụng gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái bước như sau. Ta khai báo một cái biến, một biến beam, đặt tên là lập đi, lập dây, lập tính bằng dây đấy, là s thuộc dạng là integer, đấy, và dạng số nguyên. Tôi viết hoa đi cho nó nhìn cho nó rõ. Trong Visual Basic thì hoa thở không quan trọng, nó khác với cả C# hay là PHP, JavaScript vân vân. Đây nó không quan trọng. Đây cái lập dây sẽ bằng một cái số nào đó. Đây tôi cho bằng một điện được, không quan trọng. Đến đây thì bắt đầu ta sẽ tạo một vòng lặp. Do while lặp dây, nó còn lớn hơn không. Do while thì nó phải có loop. Do while bao giờ sau vòng lặp do thì bao giờ nó có vòng kết thúc bằng là loop. Và ở đây ta sẽ lúc này ta sẽ mới cần gọi đến cái sleep sleep. Đây tính là mini giây, tôi sẽ tính là 200 mini giây. Nhưng nếu mà để nó mà bằng bằng 1 giây ấy, thì rất nguy hiểm. 1 giây đôi khi nó đến rất là chậm. Tôi để 500 đi. Sau đó thì ta phải dùng hàm do vậy. Sử dụng cái hàm do thì ta phải sử dụng theo cái do vậy. Chạy thử xem sao nhé. Để có báo lỗi gì không? Đấy, chạy đấy. Đấy, kim dây chúng ta đang chạy. Đúng vâng, như vậy là xong rồi đấy. Nhưng mà chúng ta cần chú ý này, ở đây thì cái kim giờ này,
nó chỉ là trông nhìn trông nó không thực tế thôi. Đấy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cho cái kim giờ này nó chỉ thực tế hơn, bởi vì cái số 4 này nó khi mà nó trở này 4 giờ à 5 giờ cái 15 thì kim này nó không thể chỉ đang chỉ số 4 này được. À, nếu mà chúng ta vào đây để xem, ở đây cũng có đồng hồ kim đấy. Đấy, bây giờ ta sẽ phải sử dụng cái này, nó phải nằm ở giữa giữa đây này, nó gần vào số 5 đúng không nhỉ? Đấy, chỉnh lại đây kim giờ nó sẽ bằng là nó phải cộng thêm với cả số phút ấy. Minute. Nhân với cả 0,5. Cái số 0,5 là do tôi tính ra đấy. Tôi chưa nhưng các bạn không cần phải tính lại đâu. Kim phút này cũng vậy. Kim phút này thì nó bằng thì thằng này nó đi 60 đi một vòng thì cái kim này nó đi một khắc. Nên là ta sẽ lấy cái số giây. Nhân với cả chia cho 10. Đó. Như đây thì trông cái kim nó mới thực tế. Đó. Nó phải gần đến số 5 như này chứ, đúng không? Thế nó mới là thực tế. Rồi các bạn. Như vậy là tôi vừa giới thiệu với các bạn cách để chúng ta tạo một cái đồng hồ kim ở trong PowerPoint. Chúng ta không cần phải sử dụng cái flash. Chúng ta sử dụng luôn bằng một vài câu lệnh rất đơn giản của Macro, hay còn gọi là ngôn ngữ Microsoft Visual Basic for Application, viết tắt là VBA. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn sau. Nếu các bạn thấy thích, hãy đăng ký cái kênh của mình nhé.